Hồng Dương xin biết bí mật riêng của Dương Dương và Địch Đại Nhiệt Ba. Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao? Công tuần được yêu thích nhất năm. Chủ đề Hồng Dương ngày hôm nay liên quan tới Địch Đại Nhiệt Ba, Dương Dương, Công Tuấn, Hứa Khải, La Vân Hy và loạt sao showbiz nổi tiếng khác. Thứ nhất, tình bạn của La Vân Hy và Ngô Thiền rất tốt, lúc hợp tác đều ăn ý. Truy Quang Giả được kiểm duyệt rất nhanh, đã nhận được giấy phép phát sóng. Thứ hai, nam nghệ sĩ được yêu thích nhất năm vừa qua là Công Tuấn, vì một năm anh có tới 6 bộ phim lên sóng, ngang ngửa thành tích của Thái Văn Tịnh. Thứ ba, Phạm Thừa Thừa tham gia các show truyền hình vì muốn đặt nền móng, kéo duyên qua đường và quốc dân độ, để sau này có thể phát triển thuận lợi hơn, đằng sau thì vẫn tập trung quay phim. Thứ tư, Trương Tiểu Phỉ hồi năm trước đã nhận được gần 100 kịch bản để lựa, nhưng hiện tại lưu lượng giảm mạnh nên đã trở thành kịch bản chọn cô. Thứ năm, Địch Đại Nhiệt Ba thực sự rất tôn trọng Dương Mịch. Thứ sáu, Ngô Thư Hân không hài lòng với việc chỉ có thể nhận những kịch bản phim ngôn tình. Cô muốn nhận một phim chất lượng hơn, nhưng kịch bản loại này rất khó tìm. Nếu may mắn có thể gặp, không có thể chỉ muốn là được. Cô đã bỏ hết các kịch bản mà người quản lý đưa, đến giờ vẫn chưa thể nhập đoàn quay mới. Một bộ phận fan vì không thấy động tĩnh từ phía cô nàng nên bắt đầu thấy sốt ruột thay. Thứ bảy, từ lâu Lý Dịch Phong đã muốn làm nhà sản xuất, hiện giờ anh chỉ đợi có cơ hội kết nối. Lần này tạo mối quan hệ thân thiết với Tạ Đình Phong cũng vì con đường sau này. Thứ tám, Nữ Vũ Linh chuẩn bị ký hợp đồng với công ty của Dương Dương, người đại diện của Dương Dương sẽ dẫn dắt anh. Thứ 9. Trong số những tiểu sinh điện ảnh và truyền hình, Hứa Khải là cái tên được kỳ vọng bùng nổ nhất. Thứ 10. Sau khi gia nhập Hòa Tụng, Cờ Lực Na Chát đặc biệt ngoan ngoãn hợp tác trong công việc, chưa bao giờ cự tuyệt những hoạt động được công ty xếp cho. 11. Nữ Hạ Nhân bây giờ chú trọng đến các mối quan hệ hơn là thù lao đóng phim. 12. Bộ phim Nguyệt Ca Hành của Từ Lộ và Trương Bân Bân dự kiến phát sóng vào tháng 1. 13. Trong điện thoại của Dương Dương và Địch Đại Nhiệt Ba có rất nhiều ảnh chụp chung của hai người. Dương Dương không muốn làm mặt xấu tấu hài, nhưng mỗi lần đều bị Địch Đại Nhiệt Ba lôi kéo. Cô nàng còn không cho phép anh được xóa bỏ. Họ còn lấy một tấm hình xấu xí nhất để làm hình liền trò chuyện trên WeChat. 14. So với Giàn Tiểu Hoa Cùng Thời thì tài nguyên của Trương Tử Phong coi như tốt nhất. Tiếp theo cô sẽ tham gia bộ phim Con Gái Trở Về, hợp tác với Mai Đình và Lưu Mận Đào. Bộ này thuộc chuỗi phim Giạp Hát Sương Mù của EQG, cô còn một hợp đồng đại sứ Prada chưa tuyên. 15. Lúc này Vương Tuấn Khải không quan tâm đến địa vị của mình trong giới. Anh rất hy vọng mình sẽ đi theo con đường của Lưu Hạo Nhiên, ca mác căn chính miêu hồng, chỉ những người có xuất thân gia đình tốt. Sau này sẽ không có người lôi chuyện lưu lượng ra nói về anh nữa. Nữ chính Trường Tương Tư đã định là Dương Tử, dự kiến sẽ khởi động vào đầu tháng 3 tới. Ngộng đã đầu tư cho phim này không ít, tuy nhiên mong muốn Dương Dương đóng nam chính. Nhưng hiện tại phía nam diễn viên chưa đáp lại. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.